trở lại với kênh Lan Holiday. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cách trả lời nhiều câu hỏi khi đi phỏng vấn xin visa Mỹ. Và trước đây mình đã đi phỏng vấn xin visa 3 lần rồi và mình đã có visa. Và bây giờ mình xin chia sẻ sơ qua về 3 lần trước mình đã xin và đã trả lời như thế nào để đạt được visa. Và sau đó mình sẽ nói về thông tin chi tiết từng bước để cho các bạn vào phỏng vấn để đạt được visa giống như mình nha. Lần đầu tiên là mình đi với công ty mình mua tour du lịch, cho nên là lúc đó đó là mình đi vào phỏng vấn là người ta hỏi mình đơn giản lắm, người ta hỏi mình chỉ có 3 câu thôi, là người ta hỏi là mục đích đi Mỹ là gì và đi đâu và ở bao lâu. Lúc đó mình trả lời là mình mua tour như thế nào đó, thì mình cứ trả lời y chang như vậy. Là thí dụ như các bạn mua tour là đi thành phố nào, tham quan điểm nào và ở bao lâu, là mình mua tour làm sao thì mình cứ trả lời y chang như vậy, chính xác và trung thực nha các bạn. Và sau đó đó là anh ta mới nói là chúc mừng bạn đã đậu visa, chúc bạn đi chơi vui vẻ. Mình nghĩ lần đầu tiên đó mình đậu visa là có thể là về lịch sử của mình trước đây mình đã đi du lịch nhiều rồi, cho nên chính vì vậy là lần đầu tiên là mình đậu visa luôn các bạn. Và tiếp nữa, lần thứ hai mình lên mình phỏng vấn lại là vì sau khi mà visa Mỹ của mình hết hạn 1 năm đó, là năm tiếp theo mình đi xin gia hạn visa lại, nhưng mà lúc đó đó người ta không có cấp lại cho mình với lý do là hai lần trước mình đã đi Mỹ, mình nói là mình ở ít nhưng mà sau đó mình lại ở lâu hơn, cho nên chính vì vậy lần đó đó người ta không có cấp gia hạn visa lại cho mình, mà người ta mời mình lên phỏng vấn lại lần thứ hai. Và lần thứ hai mình lên mình phỏng vấn là mình gặp một cái anh người Mỹ da trắng, ảnh phỏng vấn mình. Và lúc đó ảnh chỉ hỏi mình có 2 câu thôi à. Ảnh hỏi mình là mục đích đi Mỹ là gì và tại sao 2 lần trước mình đi Mỹ mà mình nói mình ở lại ít và sau đó mình lại ở lâu hơn. Và lúc đó đó mình trả lời cho anh ta là 2 lần trước tôi ở lâu hơn là tại vì tôi đã đi tham quan hơn 10 thành phố lớn xinh đẹp ở bên nước Mỹ, cho nên chính vì vậy thời gian nó mới lâu hơn là như vậy. Và hôm nay tôi có đem theo 1.000 cái tấm hình mà tôi đã chụp những nơi xinh đẹp mà tôi đã đi ở bên nước Mỹ đó, tôi có thể cho anh xem. Và lúc đó anh ta mới nói là anh ta không cần xem. Anh ta nói với mình là những tấm hình này là mình có thể mình tự tạo ra. Và lúc đó mình mới nói với anh ta là anh nghĩ làm sao mà tôi có thể tự tạo ra 1.000 tấm hình như vậy được. Và sau đó anh ta mới nói thêm nữa là 2 lần trước mình ở lâu hơn đó là có thể mình đã trốn lại, mình đi làm cái điều gì khác xấu hay là cái điều gì khác ngoài cái mục đích là đi du lịch. Cho nên nó chính vì vậy là hôm nay anh ta sẽ không có cấp lại visa cho mình. Đó, mình bực mình mà mình cũng buồn nữa. Và sau đó đó là anh ta trả lại hộ chiếu cho mình và mình đi về. Và tiếp đó đó là mình bực mình quá, mình tự mình lên là mình xin visa lại mới. Cho nên là mình chọn cái ngày mà phỏng vấn đó là 3 tuần sau. 3 tuần sau mình lên mình phỏng vấn lại. Và cái lần thứ 3 mình lên phỏng vấn lại là mình gặp một cái anh người Mỹ da trắng khác. Và lúc đó đó anh ta cũng chỉ hỏi mình có 2 câu thôi hà. Anh ta hỏi là mục đích đi Mỹ của bạn là gì và tại sao lần trước mình không được cấp gia hạn visa lại. Và lúc đó đó mình trả lời là tại vì lần trước anh kia ảnh phỏng vấn tôi đó, ảnh không có cho tôi cái cơ hội để tôi chứng minh được là tôi đi Mỹ là tôi đi du lịch chứ tôi không phải đi làm cái điều gì xấu như anh ta nghĩ. Đó, và tôi ở lâu hơn là tại vì tôi đã đi tham quan hơn 10 cái thành phố xinh đẹp ở bên nước Mỹ, cho nên chính vì vậy là tôi ở lâu hơn cái thời gian mà tôi đã nói chứ làm sao. Và hôm nay tôi có đem theo 1.000 cái tấm hình mà tôi đã chụp những nơi xinh đẹp ở bên nước Mỹ đó, tôi sẽ cho anh xem. Lúc đó anh ta mới nói là wow, bạn đã đi tham quan nhiều nơi ở bên Mỹ quá ha. Anh ta ở bên Mỹ nhưng mà anh ta chưa có thời gian và cơ hội để đi tham quan nhiều nơi như mình. Lúc đó mình mới trả lời là tại vì mỗi một lần mà bay qua bên Mỹ đó, nó lâu, nó xa quá, nó mất hơn 20 mấy tiếng đồng hồ mới tới. Cho nên chính vì vậy cái cách mà đi du lịch của tôi đó, mỗi lần mà tôi đi đó
là tôi thích là tham quan 4 năm cái thành phố gần nhau để lần sau tôi không cần phải đi qua cái khu vực đó nữa để làm gì. Đó, và sau đó anh ta mới nói là chúc mừng bạn đã đậu visa. Anh ta mời mình qua một bên để ghi thông tin, người ta sẽ hẹn mình là tới ngày nào đó người ta gửi hộ chiếu và visa về cho mình. Và bây giờ mình xin nói về chi tiết cái ngày mà các bạn đi lên phỏng vấn nha. Các bạn ngày mà lên phỏng vấn đó là các bạn nên ăn mặc lịch sự, nhã nhặn. Và lúc mình đi phỏng vấn đó là mình đem theo tất cả các giấy tờ cần thiết mà các bạn đã tự điền hay hoặc là mình đã mua tour đó là mình đem theo. Và những thông tin chi tiết về bản thân của mình nữa, như là giống như là sở hữu về nhà đất hay là công ty hay hoặc là bất cứ cái tài sản khác mà các bạn đang sở hữu thì mình phải đem những giấy tờ đó theo để mình chứng minh nha. Còn những bạn nào mà mình có về sổ tiết kiệm hay hoặc là chứng minh được công việc mình đang làm gì đó, nói chung là những cái giấy tờ này là các bạn đem theo cho nó có thôi, chứ có khi là người ta sẽ xem hay là không có xem. Tại vì ba lần mình đã đi phỏng vấn rồi mình cũng có đem theo nhưng mà không có lần nào mà người ta xem hết trơn á. Thường thường vào đó người ta chỉ hỏi mình có 2-3 câu và trong vòng từ 3 tới 5 phút là xong, là người ta sẽ phỏng vấn người khác thôi. Và tiếp đó nữa là cái ngày đó là các bạn phải nên đến trước 15-20 phút cái giờ mà các bạn chọn để phỏng vấn đó. Thí dụ như mình chọn là 10 giờ sáng đi thì các bạn phải nên đến sớm 15 phút để mình qua bên đó, là mình phải ship hàng trước. Ship hàng xong rồi đó là sẽ có 2-3 nhân viên người ta đứng trước đó, người ta sẽ xem hồ sơ của mình và sau đó người ta sẽ cho mình vào bên trong. Mà lúc mà mình vừa vào bên trong thì nó sẽ có một cái cổng kiểm tra an ninh giống như cái cổng mà ở trong sân bay mà trước khi mà mình đi ra máy bay mình kiểm tra hành lý xong mình bước qua cái cổng đó, thì ở trong đây nó cũng giống như vậy đó. Và các bạn phải nên lưu ý nữa là các bạn đừng có đem theo mà túi xách lớn hay là ba lô lớn hay hoặc là những vật dụng gì mà lớn hoặc về điện thoại hay là máy nghe nhạc rồi đó. Nói chung là tất cả những vật dụng này người ta sẽ không có cho các bạn đem vào bên trong đâu nha. Nếu như mà bạn nào có đem thì lúc đó đó những cái món nào mà người ta không cho mình đem vào bên trong là mình sẽ gửi ngay chỗ đó. Sau khi mình bước qua cái cổng đó là bên tay trái sẽ có rất là nhiều cái hộc, người ta sẽ bỏ tất cả các đồ mà người ta không cho mình đem vào trong, bỏ vào cái hộc đó, là người ta sẽ đưa cho mình một cái thẻ số giữ cái hộc của mình đó. Và chỉ có những giấy tờ người ta mới cho mình đem vào trong thôi. Và sau khi mà các bạn gửi đồ xong xuôi rồi đó là mình đi vào trong, sẽ có một người khác, người ta sẽ nhận hồ sơ của mình, người ta xem xong là người ta sẽ mời mình đi vào trong qua một bên khác nữa. Tiếp nữa là sẽ có người khác nữa sẽ nhận hồ sơ của mình, điền thông tin gì đó vào hệ thống của máy tính của họ. Và tiếp sau đó nữa đó là mình sẽ qua một bên khác để lấy dấu vân tay đó. Nói chung là ở trong đó sẽ có rất là nhiều camera và sẽ có nhiều nhân viên, người ta sẽ hướng dẫn mình đi đâu và làm gì đó. Cho nên là các bạn mà vào đó là các bạn phải nên lịch sự, đừng có nói chuyện lớn tiếng, tại vì ở trong đó là có rất là nhiều camera, cho nên là có thể là những cái hành động của mình làm ở trong đó có thể là sẽ có một người nào đó người ta theo dõi nữa nha các bạn. Cho nên là các bạn phải nên lưu ý điều này nha. Đó, và sau khi đến cái lúc mà mình để lấy dấu vân tay đó, là sau khi lấy dấu vân tay rồi người ta sẽ mời mình ngồi ghế hay hoặc là người ta sẽ chỉ mình vào qua một bên khác để đứng xếp hàng vô chờ mà tới lượt mình phỏng vấn đó. Nó cũng còn tùy nữa là cái ngày các bạn đến là ít người hay là đông người, và người ta sẽ sắp xếp cho mình vào liền phỏng vấn liền hay là phải ngồi chờ rồi mới tới lượt để vào xếp hàng phỏng vấn nha các bạn. Thì thường thường ở trong đó sẽ có 4-5 người nước ngoài để phỏng vấn cho những người đến để xin visa Mỹ. Và trong đó sẽ có vài người nước ngoài, người ta có thể là nói tiếng Việt rất là giỏi, và cũng có thể là có nhiều người nói được tiếng Việt nhưng mà nói cũng hơi khó nghe nha. Cho nên nếu như mà những bạn nào mà mình thấy tự tin là tiếng Anh của mình giỏi đó
thì mình có thể phỏng vấn bằng tiếng Anh luôn. Còn như những bạn nào mà tiếng Anh của mình chưa có được giỏi thì lúc đó đó là mình yêu cầu mình phỏng vấn bằng tiếng Việt nha. Và lúc mà mình đứng mà mình phỏng vấn với người ta đó là mình cứ thoải mái, tự tin. Tại vì đó là cái người mà phỏng vấn người nhà mình đó, người ta sẽ không có nhìn chằm chằm vào mình đâu. Cho nên các bạn cứ thoải mái, không có gì phải run sợ hay là hồi hộp gì hết á. Tại vì người ta hỏi mình vài câu đơn giản thôi à. Thường thường phỏng vấn đó là chỉ từ 3 tới 5 phút thôi. Người ta chỉ hỏi có 2-3 câu thôi là người ta sẽ hỏi tới phỏng vấn tới người khác nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ nói về những câu hỏi mà sẽ dành cho những bạn mà lúc đầu mình khai là không có ghi là người quen, người thân ở bên Mỹ nha. Đó, và sau đó mình sẽ nói về trường hợp cho những bạn nào mà mình có ghi là người quen, người thân ở bên Mỹ bảo lãnh mình. Và những bạn mà không có ghi người quen, người thân bảo lãnh đó, thường thường là người ta sẽ hỏi các bạn chỉ có 2-3 câu thôi và từ 5 phút trở lại thôi, chứ không có nhiều đâu nha. Và người ta thường người ta hỏi là mục đích đi Mỹ là gì, và đi đâu, và ở bao lâu. Thường thường 3 câu hỏi này lúc nào là người ta cũng hỏi trước là như vậy. Thí dụ như các bạn mà tính đi tự túc, mình sẽ có lịch trình nha. Thí dụ mình muốn đi đâu, đi thành phố nào, thời gian ở đâu gì đó, là mình phải lên một cái tờ giấy lịch trình để mình đưa cho người ta xem. Lúc mà người ta hỏi xong, mình vừa trả lời, rồi mình vừa đưa ra đây là lịch trình của tôi dự kiến đi đâu và bao lâu gì đó. Và các bạn đừng lưu ý là đừng có nên ghi thời gian mình đi nhiều quá nha. Mình lên lịch trình của mình đi từ tuần lễ tới 2 tuần lễ trở lại thôi, chứ đừng có ghi nhiều quá đó, là nhiều khi người ta cũng nghĩ mình là cố tình mình muốn ở lại lâu hoặc là mình trốn lại luôn đó nha. Nếu như mà những bạn nào mình mua tour đó thì mình sẽ đưa ra cái tờ lịch trình của công ty của tour, thì mình đưa ra cho người ta xem là công ty đó lên kế hoạch đi đâu, đi thăm thành phố nào và đi bao lâu đó, mình đưa cho người ta xem đó. Và có thể là người ta sẽ hỏi thêm nữa là công việc hiện tại của bạn là gì, trước đây bạn đã đi Mỹ chưa, hay hoặc là bạn có người quen, người thân gì ở bên Mỹ hay không đó. Nói chung là hồi lúc đầu là mình điền đơn mình khai như thế nào thì mình phải khai y chang như vậy, chứ mình đừng có nói thêm nói bớt nha các bạn. Là người ta sẽ hỏi thêm nữa là tiền trong ngân hàng, hay hoặc là bạn đang có sở hữu nhà cửa đất đai gì hay không. Thì những giấy tờ này nếu như mà các bạn có đang sở hữu thì các bạn đưa ra cho người ta xem. Nói chung là những giấy tờ mà mình đem đi theo đó mình phải chuẩn bị trước. Một khi mà người ta hỏi là mình phải đưa liền, mình đưa ra và chứng minh được là thứ mà người ta đang hỏi mình là mình đang có, nó là đúng và sự thật. Thì lúc đó đó cái khả năng, cái cơ hội của các bạn đậu nó mới nhiều hơn nha. Và bây giờ mình xin nói thêm nữa là trường hợp của những bạn mà mình đã ghi là có người quen, người thân ở bên Mỹ bảo lãnh nha, thì người ta sẽ hỏi là mục đích đi Mỹ của bạn là gì, và kỳ này bạn đi Mỹ là bạn đi đâu và ở bao lâu. Đó, thì lúc đó là mình sẽ trả lời là mình lên kế hoạch trước khi mình vào đó mình phỏng vấn. Là thí dụ như mình sẽ trả lời giống như là mình qua bên Mỹ đó, mình thăm người quen, người thân của mình 1-2 tuần gì đó, và sau đó mình sẽ đi tham quan chỗ nào và bao lâu gì đó. Nói chung là mình phải đưa lịch trình phải đầy đủ, mình phải in ra giấy tờ mình đưa cho người ta xem. Người ta hỏi một cái là mình đưa liền đó. Và tiếp theo nữa là người ta sẽ hỏi về thông tin nữa là công việc hiện tại của bạn là bạn đang làm gì. Thí dụ như bạn đang làm cái gì đó mà bạn có giấy tờ để chứng minh được là cái công việc của bạn thì mình đưa cho người ta xem luôn. Và tiếp theo nữa là người ta sẽ hỏi là chuyến đi kỳ này của bạn là do ai chi trả. Thì nếu như mà bạn tự bạn chi trả thì bạn phải chứng minh được là mình có tài sản hay là có tài chính, mình có tiền trong ngân hàng gì đó. Thì lúc đó mình đưa giấy tờ ra mình cho ta xem, thì mình nói là từ bản thân tôi trả. Và mình đưa ra là ví dụ giờ tôi có tiền ở trong ngân hàng 500 triệu hay là 1 tỷ gì đó, để mình chứng minh được là mình là người có đầy đủ điều kiện để trả cho chuyến đi này của mình. Còn nếu như mà bạn nào mà mình có khai là người quen, người thân mình mà bảo trợ về cái chuyến đi của mình đó, lúc đó là các bạn sẽ kê khai thông tin là cái người thân, người quen của mình là công việc làm cái gì, tài chính như thế nào nữa. Người ta xem xét để người ta xem coi cái người đó có đủ khả năng để bảo trợ cho các bạn những ngày mà các bạn ở bên Mỹ cho đến khi mà mình về Việt Nam được an toàn hay không nữa nha. Nếu như mà bản thân mình về lịch sử mình có đã đi du lịch nhiều và mình có điều kiện, tài sản, đồ này kia nhiều đó,
thì sẽ giúp cho cơ hội mình đậu visa nhiều hơn. Nhưng mà lúc này quan trọng hơn là người ta sẽ xem xét về thông tin người mà bảo lãnh mình, là về nếu mà người đó là đi làm là lương phải cao nè, phải có sở hữu về tài sản nè, hay hoặc là về tài chính người đó cũng phải cao phải mạnh, thì lúc đó là người đó mới giúp cho mình để đậu visa nhiều hơn. Còn nếu mà người đó mà thấp đó, mà ít đó, là cái cơ hội mình đậu visa nó cũng sẽ ít hơn nha các bạn. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là nó đóng thuế đầy đủ 1-2 năm gần đây hay không nữa. Cho nên là các bạn phải chuẩn bị hết. Về là thí dụ như là người ta hỏi là cái người thân của mình đó bảo lãnh mình là ở bên Mỹ bao lâu rồi nè, hay hoặc là công việc đang làm gì nè, hay hoặc là ở đâu. Đó, nói chung là những thông tin này là các bạn phải chuẩn bị trước, phải hỏi những người quen người thân của mình cho thông tin chính xác, rồi các bạn nắm, rồi các đến ngày phỏng vấn đặng cho mình trả lời cho nó đúng sự thật nha. Hoặc là ta hỏi bất cứ cái gì mà các bạn phải đưa giấy tờ, những bằng chứng để mình chứng minh được là những điều mình đang nói là đúng là sự thật nha các bạn. Chứ không phải là mình có người quen người thân bảo lãnh là bảo đảm mình đậu 100% đâu nha các bạn. Không phải như vậy đâu. Tại vì người ta xem xét về trường hợp tùy theo của mỗi người nữa, lúc đó người ta mới cấp cho mình, chứ không phải là ai xin visa là đậu hết đâu nha các bạn. Thường thường mình thấy là rớt nhiều hơn là đậu visa đó. Và những thông tin mà mình chia sẻ từ nãy giờ đó, nếu như mà các bạn có thắc mắc, các bạn có họ muốn hỏi thêm thì các bạn cứ hỏi nha, mình sẽ trả lời tất cả các câu hỏi cho các bạn. Hay hoặc là các bạn có thể hỏi thêm về cái cách đi du lịch Mỹ tự túc, hay là đi du lịch như thế nào cho an toàn ở bên Mỹ, mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Tại vì mình đã đi Mỹ nhiều lần rồi, và mình cũng đã đi hơn 15 thành phố lớn xinh đẹp ở bên Mỹ rồi, cho nên là mình sẽ chia sẻ hết cho tất cả các bạn những gì mà mình đã biết, để cho các bạn tham khảo mà được chuyến đi tốt đẹp của mình trong tương lai nha. Mình chúc những bạn nào chuẩn bị xin visa Mỹ sẽ thành công tốt đẹp. Và mình mong những bạn nào mà chưa có đăng ký kênh Lan Holiday của mình, hãy đăng ký kênh miễn phí để nhận thêm được nhiều thông tin mới nhất mình sẽ đưa trong tương lai gần. Và thêm đó, hãy ủng hộ thêm, xem thêm nhiều video mình đã đăng lên. Mình có chia sẻ là cách xin visa UK 6 tháng của mình, cách xin visa Úc 3 năm của mình, cách xin visa Canada 10 năm của mình, cách xin visa châu Âu 1 năm mà mình được 2 lần là 2 năm trước đây. Và mình có chia sẻ thêm là có visa Mỹ và visa Canada nhưng mà tại sao mình không được nhập cảnh. Mình xin cảm ơn các bạn thật nhiều đã lắng nghe sự chia sẻ của mình từ nãy giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Cảm ơn các bạn. Bye bye.